Đấy mà. Đâu, đâu. Có quay nào trên 4 phút không? Có ạ. Từ trên rồi. Thật không? Nhưng mà có một video thôi. Có một video. Chưa 4 phút. Thì xóa là được. Ui giời. Nó lâu ấy. Sáng mai mình sang đây xóa hộ. Chốc cho nó nào. Chốc bắt nó cắt. Cắt đôi ra. Thì nó cắt đôi. Ờ, cắt đôi thì cắt. Sợ gì. Ta đã tự đây là mấy nghìn. Đây là tờ mấy nghìn. Cô gọi điện được cho Sơn không? Không. Có điện được nhỉ? Biết đi đâu rồi. Không biết nó về nó viếng nó ma cô kia không nhỉ? Chắc không về đâu, bố mẹ đi thôi. À thế à? Nó hay nhỉ? Cho nó bạn thân thì phải về ấy nhỉ? Thế cô họ họ hàng gì không cô? Có họ hàng. Đấy là em gái mẹ. À thế à? Để em đi tìm cái quê tự. À thế à? Vâng. Ông thần không về viếng nhỉ? Chán bay. Gọi điện không nghe máy cày thật ý. Các bố vào rừng rồi. Gì? Gọi điện nghe máy đâu? Đừng qua trẻ con đấy ông thần đấy. Ông thần mẹ cũng thương đang ngủ. Thằng này vẫn là trẻ con này. Đang người lớn đâu, 18 tuổi mà còn lớn. Cháu cũng trẻ con này, sao lúc này chú cũng quay đấy. Đấy. Qua thôi. Thì cháu cũng quay lướt qua thôi. Đấy. Cái được anh nhỉ. Cái học cô từ đúng như hết. Bác ơi,